Rồi, xin chào quý vị và bạn trở lại với channel của mình. Trên màn ảnh của quý vị đây là phiên bản Fortuner máy dầu số tự động một cầu. Đây là phiên bản nó là bán chạy nhất của dòng Fortuner tại thị trường Việt Nam. Hiện nay thì Fortuner đang được phân phối ở Việt Nam với 7 phiên bản với mức giá dao động từ 995 triệu đồng đến 1 tỷ 4 1 tỷ 426 triệu đồng dành cho phiên bản máy dầu hai cầu số tự động. Và đây là phiên bản mới nhé, Legender. Hiện sẽ có hai phiên bản Legender được ra mắt trong thời gian tới. Thì đây là phiên bản 1 giờ 1 cầu này. Đấy, phiên bản Legender 1 cầu 2.4 này. Và đây là phiên bản màu trắng trước mắt quý vị đây. Đấy, mình đã làm một cái video giới thiệu qua rồi. Là phiên bản 2.8 2 cầu. Đấy, máy dầu cao cấp nhất nhé, hơn 1 tỷ 426 hay hơn 1 tỷ 4 đó. Còn đây là phiên bản Legender 2.4 1 cầu có mức giá là 1 tỷ 195 triệu đồng nhé. Đấy. Xe này thì vừa về còn chưa kịp đánh rửa nhiều. Rồi. Ok, mình đi từ ngoài vào trong nhé, xem có cái gì mới nữa. So với các dòng Fortuner khác, các phiên bản khác thì phiên bản Legender sẽ được thiết kế lại phần mặt tablo và mặt ca lăng nhé. Mặt ca lăng sẽ được chia đôi và toàn bộ sẽ dùng nhựa, ốp nhựa đen chứ không dùng mạ chrome như bình thường. Đầu tiên đi từ lưới tản nhiệt thì lưới tản nhiệt vẫn theo kích thước cuộn sóng theo form mẫu mới. Tuy nhiên thì nó sẽ được chia làm đôi ngăn khoang như này. Phía trên chúng ta có một logo nổi nhé. Đây không phải logo 3D ở trong hệ thống an toàn Safety Sense. Xe này sẽ không được trang bị Safety Sense. Tuy nhiên chúng ta sẽ có cam 360. Đây đặt ở phía dưới này. Ở cái phần lưới tản nhiệt mới này. Ốp nhựa đen này. Ốp nhựa đen đối xứng. Ốp dưới này, ốp trên này. Và đặc biệt là hệ thống đèn. Đèn mới trên Fortuner là đèn full LED chia khoang. Đó. Cái thiết kế như này nó giống với Lexus RX ở các phiên bản mới, đúng không ạ? Kể cả tí phần đèn đuôi chúng ta cũng có thiết kế Elfinit khá hay. Và toàn bộ đèn là đèn LED. Đó, chúng ta có cầu bi LED đây nhá. Toàn bộ là đèn bi LED chia khoang luôn. Rồi đèn sương mù cũng có đèn LED và đèn xi nhan chúng ta đặt ở dưới cùng. Phần cản dưới góc thoát thì cũng tốt hơn so với phiên bản trước. Và trên phiên bản Legender thì chúng ta sẽ có phần cản dưới ốp bạc. Đây. Nó khác với những cái phiên bản thông thường khác nhé. Nhiều chi tiết dầm nổi và thiết kế nó là thật sự rất là đẹp. Đó. Còn về phần thân xe la răng thì chúng ta có bộ la răng 18 inch. Đẹp đúng không ạ? Thân xe thì không có quá nhiều điều để nói. Ngoài gương cụp hậu, chúng ta đã có luôn cả tích hợp xi nhan báo rẽ và camera 360 nhé. Tay nắm cửa mạ chrome tích hợp với chìa khóa thông minh. Thì đây là mẫu chìa khóa ở trên Toyota Fortuner mới này. Đó, phiên bản Legender thì có cái kiểu thiết kế chìa khóa riêng. Phần đuôi xe thì đó. Ở phần đuôi xe thì chúng ta sử dụng Toyota sẽ trang bị trên Fortuner thanh ốp nhựa đen. Chữ cũng là nhựa đen luôn. Nó khác với các phiên bản khác thì kể cả trên phiên bản hai cầu nhá thì cũng là ốp nhựa đen. Đó, ký hiệu phiên bản Legender này. Chúng ta có cốp điện và đá cốp rành cay. Toàn bộ chúng ta dùng cốp điện nhé. Và cũng có thể thao tác trên chìa khóa. Cốp điện, đá cốp là những cái điểm mới ở trên phiên bản Legender này. Ngoài ra thì ở phần thiết kế chúng ta có một thanh chrome nẹp chân kính chạy dọc ngang xe và bao quanh luôn, toàn bộ xe luôn. Phía trong thì tất nhiên rồi, trên phiên bản này thì chúng ta chưa được trang bị hệ thống
an toàn Toyota Safety Sense tiêu chuẩn toàn cầu. Tuy nhiên thì phải nói rất là ấn tượng với cái nội thất mới. Khi trên vô lăng chúng ta sẽ có cruise control này, có ốp gỗ này, vô lăng 3 chấu, trên ốp gỗ, dưới ốp nhựa, đúng không ạ? Màn hình điều khiển trung tâm là màn hình analog kết hợp với một màn hình điện tử ở giữa. Rồi, xe được trang bị camera 360. Nó hơi tối một chút. Tuy nhiên thì khi mà để sử dụng bình thường và so với những cái mẫu xe SUV 7 chỗ giá loanh quanh khoảng 1.1 tỷ, 1.2 tỷ quay đầu hiện nay, thì Toyota Fortuner vẫn là một cái gì đó rất là hay, vẫn rất tiết kiệm và nó có một cái riêng của những xe Nhật. Ghế chỉnh điện, cả ghế lái và ghế phụ nhé. Hộp số tự động 6 cấp và màn hình Android được nâng cấp từ 7 inch lên 8 inch, đi kèm với hệ thống định vị. Điều hòa tự động. Rồi. Một cầu thôi, nó sẽ không có cái phím điều khiển gài cầu ở phía bên. Gương chống chói tự động. Hốc để kính về cơ bản là đủ. Và 7 chỗ. Đó, đơn giản vậy thôi. Toyota Fortuner máy dầu, một cầu số tự động phiên bản huyền thoại nhá. 1.195.000.000 đồng. Hiện nay thì Toyota Bắc Ninh đang có sẵn xe để giao cho quý khách hàng các phiên bản Toyota Fortuner mới. Quý khách hàng có nhu cầu thì có thể vui lòng liên hệ trực tiếp với mình qua hotline đang đính kèm trên video. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.